con ra. Đây đây. Không có được cậu cho nóng à. Nhận cho cô phở. Nói như vậy cái chi nè tơ lo su nè tơ lo khá su su phá giờ giờ hư câu ấy phá su sầm lỡ đó ha. Này ai lâu rồi tôi có mấy người tao tao lật xa sai nè đứa chó bé bé luôn kìa. Đi rồi. Chỉ sợ phải dăng thôi. Dăng anh chưa? Dạ ạ, dăng. Dạ. Dăng con. Dăng con đi về nào. Như qua nhé. Ờ. Đi ờ. Hả chị đó mà tức hôm nay là sáng ta là quá. Ừ. Này ạ. Đi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ờ,
thôi 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 rong là nó rong họ cũng không mà rong là nó mà nó hay lì lì chúng เออจอจอหน่อยก็จะมานี่มานี่เผาชิ้นน้องบ่ก็ยอเออเดี๋ยวมาเอาป่ะ
đây. Mẹ bây giờ mẹ giờ phở mẹ nên nó xén nên nó mới cho nó giờ quả rồi nên là quả vậy. Được rồi cơ chả tới ta mấy bóng tới ta ngon để cho mấy bóng à mẹ khá phần đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì nãy có bé rồi học quan chỉ mắc không còn nghe nó thằng nó sang chả mà nó tàn chả mà vợ lệ nó bà cái nãy bà cái chỉ mắc không còn đi học mà nó món này giờ món này nó xem chẳng cái đó đó à anh nói hơi kén rồi bay về nào đây à? Phải về nhà tu về à? Phụ về à? Nó hơi mua kem chưa? Hơi mua thì là hơi chọc một cái hơi hơi ư nó. Hơi hơi ư. Không có làm cái nào được nào hơi chọc đó. Về đến đâu? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giờ bên nhau không biết là đâu là hậu chế cho nó là hậu biết là chế họ nó bé cho nên nó bé ơi họ kể nó xé rồi tung tê nên nó xứ chế bé mà lấy xin chỉ đồ đó dạ cô hay à ăn thì lo chứ tôi nói thật toàn nhỉ lo chỉ muốn tan la chứ ít nu nhẹ chỉ lo cậu tẩu đó la đang cậu đó la cậu thứ lo đi lại chứ nó tá mang thò số chị ta lại chứ tôi nói cô chọn nhẹ cơ hở chứ nó là ôn mê nó trong mình nhựa xứ ấy chỗ bé chỉ cho kể cho cha chỉ trong rất trong mưa là thế nên đi chọn sách cho nó thật của họ dạo lúc gì đó lại với nhau có kể cho giống xe vậy lúc nhau khe là cho mình nhậu chúa này nó trong này có du chọn này họ mua đa mua rau xứ chè té mà li nó xin chỉ đồ nó cái nó không biết là rồi giống rồi nên chọn sách cho nó thật tụ cỡ này chọn chỉ kể nó bán nhau giống xứ té mà đi xin chỉ đồ được đôi khi hợp chia nó.